Nếu như trời đế thích, thích để hoàn nhân như muốn đi du hành, thì bấy giờ vua chúa liền biết ý của trời đế thích. Bèn từ hang báu ẩn hình đến trước đế thích trời đao lợi, bèn dùng sức thần thông biến hóa ra đủ thứ, khiến cho thân nó đồng thời hiện ra 32 cái đầu. Trên mỗi cái đầu hóa hiện ra 7 ngà, trên mỗi cái ngà đều hóa hiện 7 ao nước. Trong mỗi ao nước đều có 7 hoa sen báu lớn, trên mỗi hoa sen báu lớn đó lại hóa hiện ra 7 thể nữ, nhất thời đều tấu lên 100.000 thứ nhạc trời. Bấy giờ trời đế thích bèn ngồi lên voi báu trắng lớn, từ điện Nam Thắng đi đến vườn hoa Thượng Hoạn. Trong vườn hoa có hoa phân đà lợi, hoa sen trắng đầy khắp trong đó, hoa sen trắng khiết, một bụi không nhiễm. Lúc đó trời đế thích đến vườn hoa rồi, từ voi chúa trắng báu đi xuống đến điện tất cả báu trang nghiêm, có vô lượng thể nữ theo hầu đờn ca múa hát thọ các sự khoái lạc. Bấy giờ voi chúa lại dùng đủ thứ thần thông ẩn mất thân voi hiện ra thân trời cùng với trời đế thích và tất cả thể nữ ở trong vườn hoa phân đà lợi cùng nhau vui chơi thưởng ngoạn. Voi chúa trắng lớn hiện ra thân hình, ánh sáng y phục tới lui, nói cười nhìn ngắm đủ thứ hành động đều giống như người trời không khác. Không ai có thể phân biệt được nó là voi chúa trắng lớn biến hóa ra người, vì nó biến hóa ra người và người trời giống nhau, không cách chi phân biệt được thật giả. Phật tử, voi chúa Y La Bát Na đó ở tại núi Kim Hiếp trong động bảy báu chẳng có sự biến hóa, đến trên trời Tam Thập Tam vì muốn cúng dường Thích Đề Hoàn Nhân mà hóa ra đủ thứ vật vui thích thọ sự khoái lạc của chư thiên với chư thiên không khác. Phật tử, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền và các tam muội, dùng các châu báu làm đồ trang nghiêm, bảy bộ đề phần làm thân Bồ Tát, phóng ra quang minh dùng làm lưới, kiến lập pháp tràng lớn, đánh trùng pháp lớn, đại bi làm hang, đại nguyện kiên cố dùng làm y, trí huệ vô úy như sư tử, lụa pháp quấn đầu khai thị bí mật, đến được hạnh nguyện bờ bên kia của các Bồ Tát. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền và đủ thứ các tam muội khác nữa, dùng đủ thứ các châu báu làm đồ trang nghiêm, bảy bồ đề phần làm thân của Bồ Tát, phóng ra quang minh dùng làm lưới la, kiến lập pháp tràng lớn, đánh trùng pháp lớn, dùng tâm đại bi làm hang bảy báu, dùng đại nguyện kiên cố làm y, trí huệ vô úy, oai lực dũng mãnh như sư tử, dùng lộ pháp để quấn đầu khai thị pháp bí mật, đến được hạnh nguyện bờ bên kia của các Bồ Tát tu. Vì muốn an xứ tỏa bồ đề, thành tựu nhất thiết trí, đắc được tối chánh giác, tăng trưởng hạnh nguyện Phổ Hiền rộng lớn, không lùi không nghỉ, không dứt không bỏ, đại bi tinh tấn, hết thuở vị lai độ thoát tất cả phiền não chúng sinh, chẳng bỏ đạo Phổ Hiền, hiện thành tối chánh giác, hiện bất khả thuyết môn thành chánh giác, hiện bất khả thuyết môn chuyển pháp luân, hiện bất khả thuyết môn trụ thâm tâm, tại bất khả thuyết cõi nước rộng lớn, hiện môn niết bàn biến hóa. Bồ Tát vì muốn an xứ tỏa bồ đề cho đến thành tựu nhất thiết trí, đắc được quả vị tối chánh giác, tăng trưởng hạnh nguyện Phổ Hiền rộng lớn, vĩnh viễn không thối lùi, vĩnh viễn không nghỉ ngơi, cũng không đoạn tuyệt, cũng không xả bỏ, đại từ bi thường tinh tấn, hết thuở vị lai, độ thoát tất cả chúng sinh khổ não, khiến cho họ được an lạc. Bồ Tát cũng chẳng xả bỏ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền tu, thị hiện thành tựu tối thượng chánh giác, hiện ra bất khả thuyết pháp môn thành chánh giác, lại hiện ra bất khả thuyết pháp môn truyền đại pháp luân, lại hiện ra bất khả thuyết pháp môn trụ thâm tâm, tại bất khả thuyết cõi nước rộng lớn, hiện ra pháp môn niết bàn biến hóa. Tại bất khả thuyết thế giới khác nhau mà hiện thọ sinh, tu hạnh Phổ Hiền, hiện bất khả thuyết Như Lai, tại bất khả thuyết cõi nước rộng lớn ở dưới cội Bồ Đề thành tối chánh giác. Có bất khả thuyết chúng Bồ Tát gần gũi vây quanh, hoặc ở trong khoảng một niệm tu hạnh Phổ Hiền mà thành chánh giác, hoặc trong khoảng sát na, hoặc một thời một ngày, nửa tháng một tháng, hoặc vô số năm, hoặc một kiếp, như vậy cho đến bất khả thuyết kiếp tu hạnh Phổ Hiền mà thành chánh giác. Bồ Tát ở trong bất khả thuyết thế giới khác nhau mà hiện tướng thọ sinh, tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, lại hiện bất khả thuyết chư Phật, tại bất khả thuyết cõi nước rộng lớn, ở dưới cội Bồ Đề thành tựu tối thượng chánh giác, có bất khả thuyết chúng Bồ Tát đến gần gũi Đức Phật, đến vây quanh Đức Phật, hoặc ở trong khoảng một niệm,
tu hạnh phổ hiền mà thành chánh giác, hoặc trong khoảng sát na, hoặc một thời, một ngày, nửa tháng, một tháng, hoặc vô số năm, hoặc một kiếp, như vậy cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, tu hạnh Bồ Tát phổ hiền mà thành chánh giác. Lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật mà làm thượng thủ, gần gũi Phật đảnh lễ cúng dường, thỉnh vấn quan sát cảnh giới như huyễn, tịnh tu vô lượng các hạnh, vô lượng các trí, thần thông biến hóa đủ thứ oai đức, đủ thứ trí huệ, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ thứ tự tại, đủ thứ giải thoát, đủ thứ pháp minh, đủ thứ pháp giáo hóa, điều phục của Bồ Tát. Bồ Tát lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật mà làm thượng thủ, gần gũi chư Phật, đảnh lễ chư Phật, cúng dường chư Phật, thỉnh vấn chư Phật tất cả pháp môn, quan sát chư Phật tất cả pháp môn trong cảnh giới như huyễn không thật, truyền tâm nhất trí để tu vô lượng các hạnh thanh tịnh, vô lượng các trí, thần thông biến hóa, đủ thứ oai đức, đủ thứ trí huệ, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ thứ tự tại, đủ thứ giải thoát, đủ thứ pháp minh, đủ thứ pháp giáo hóa điều phục của Bồ Tát. Phật tử, bổn thân của Đại Bồ Tát không diệt, dùng sức hạnh nguyện tại tất cả mọi nơi biến hiện như vậy. Tại sao các vị Phật tử, bổn thân của Đại Bồ Tát không có hủy diệt, dùng đủ thứ nguyện lực tu hành ở tại tất cả mọi nơi, tùy thời tùy lúc biến hiện như vậy? Tại sao? Vì muốn dùng thần lực tự tại của phổ hiền để điều phục tất cả chúng sinh, vì khiến cho bất khả thuyết chúng sinh đắc được thanh tịnh, vì khiến cho họ vĩnh viễn dứt bánh xe sinh tử, vì nghiên tịnh các thế giới rộng lớn, vì thường thấy tất cả các Như Lai, vì vào sâu tất cả dòng Phật Pháp, vì nghĩ nhớ dòng dõi chư Phật ba đời, vì nghĩ nhớ Pháp và Pháp thân của tất cả chư Phật mười phương, vì khắc tu các hạnh của tất cả Bồ Tát, khiến cho được viên mãn, vì vào dòng phổ hiền tự tại chứng được nhất thiết trí. Bồ Tát tu pháp môn thập định là vì mười nguyên nhân này. Một, vì muốn dùng thần lực tự tại của Bồ Tát phổ hiền để điều phục tất cả các chúng sinh. Hai, vì khiến cho bất khả thuyết chúng sinh đều đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Ba, vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt bánh xe sinh tử, gốc rễ của sinh tử là tình ái mà ra. Nếu dứt được vô minh tình ái thì gốc rễ sinh tử cũng dứt hẳn. Do đó, đoạn dục khử ái, đây là phương pháp giải quyết gốc rễ sinh tử. 4. Vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả mười phương thế giới rộng lớn. 5. Vì thường thấy tất cả chư Phật mười phương ba đời. 6. Vì vào sâu tất cả dòng pháp rộng lớn của tất cả chư Phật. 7. Vì nghĩ nhớ dòng dõi chư Phật ba đời. 8. Vì nghĩ nhớ pháp và pháp thân của tất cả chư Phật mười phương. 9. Vì khắp tu các hạnh của tất cả Bồ Tát khiến cho lục độ vạn hạnh sớm được viên mãn. 10. Vì khắp vào dòng pháp tánh của Bồ Tát phổ hiền, nhậm vận tự tại chứng được nhất thiết trí. Phật tử, ông nên quán Đại Bồ Tát này, không bỏ hạnh phổ hiền, không dứt Bồ Tát đạo, thấy tất cả chư Phật chứng nhất thiết trí, tự tại thọ dụng pháp nhất thiết trí, như voi chúa Y La Bát Na chẳng bỏ thân voi, mà ở trời Tam Thập Tam được trời đế thích cưỡi, thọ khoái lạc trên trời, làm người trời vui chơi, hầu hạ thiên chủ, vui chơi với thể nữ, giống như chư thiên, không có gì khác biệt. Phật tử, ông nên quán vị Đại Bồ Tát này, ngài không bỏ hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, cũng không đoạn tuyệt Bồ Tát đạo, thấy tất cả chư Phật chứng được nhất thiết trí, tự tại thọ dụng pháp môn nhất thiết trí, giống như voi chúa Y La Bát Na chẳng bỏ thân voi, mà ở trời Tam Thập Tam được trời đế thích cưỡi, thọ khoái lạc trên trời, làm người trời vui chơi, hầu hạ thiên chủ, vui chơi với thể nữ, giống như chư thiên, không có gì khác biệt. Phật tử, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không bỏ các hạnh đại thừa phổ hiền, không thối truyền các nguyện. Được tự tại của Phật đủ nhất thiết trí, chứng được giải thoát của Phật không chướng không ngại, thành tựu thanh tịnh nơi các cõi nước, không có nhiễm trước, ở trong Phật Pháp không có phân biệt, tùy biết các pháp khắp đều bình đẳng, không có hai tướng, mà luôn thấy rõ tất cả cõi Phật tuy đã bình đẳng đồng với chư Phật ba đời, mà tu Bồ Tát hạnh liên tục không ngừng. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát cũng là như thế, không xả bỏ tất cả hạnh môn đại thừa Bồ Tát phổ hiền tu, không thối chuyển các nguyện đã phát, đắc được tự tại của chư Phật, đầy đủ nhất thiết trí huệ, chứng được giải thoát của chư Phật, cảnh giới không chướng không ngại, thành tựu quả vị thanh tịnh, nơi các cõi nước của chư Phật không có nhiễm trước, ở trong pháp của tất cả chư Phật nói không có phân biệt. Tùy Bồ Tát biết tất cả các pháp đều là bình đẳng, không có hai tướng, mà luôn luôn thấy rõ cõi nước của tất cả chư Phật,
tuy đã bình đẳng đồng với chư Phật ba đời mà vẫn tu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu liên tục không ngừng. Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ pháp hạnh nguyện phổ hiền rộng lớn như vậy, nên biết người đó tâm được thanh tịnh. Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ ở trong pháp hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát phổ hiền tu như vậy, nên biết người đó tâm đắc được cảnh giới thanh tịnh, không nhiễm ô. Phật tử, đó là Đại Tam Muội Vô Ngại Luân, tâm thủ thắng trí quảng đại thứ 10 của Đại Bồ Tát. Phật tử, đó là Đại Tam Muội Vô Ngại Luân, tâm thủ thắng trí huệ quảng đại thứ 10 của Đại Bồ Tát tu. Phật tử, đó là sở trụ 10 Đại Tam Muội Luân hạnh phổ hiền của Đại Bồ Tát. Phật tử, đó là sở trụ 10 Đại Tam Muội Luân hạnh phổ hiền của Đại Bồ Tát.